Bộ Công Thương hiện vừa hoàn thiện dự thảo 2 thông tư quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và đang gửi ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, hiện nay thị trường xăng dầu trong nước đã có nhiều chuyển đổi, chủ trương và các quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu của chính phủ có nhiều nội dung lớn thay đổi. Gần đây nhất là Nghị định số 80/2023/NĐ-CP được ban hành với nhiều điểm mới, cần có văn bản để hướng dẫn Sở Công Thương và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát để hướng dẫn thực thi một số điều của Nghị định số 80/2023/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định tại thông tư số 38/2014/TT-BCT và thông tư số 17/2021/TT-BCT. Đồng thời, Bộ Công Thương đã rà soát nhằm bãi bỏ một số điều của thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính.